Cả đời quần quật, cuối đời ta được gì? Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ. Trên mỗi nhịp tích tắc của kim đồng hồ là từng phần của cuộc sống đã qua đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc chúng ta đã toan về già. 60, 70, 80 hay 100 năm, chẳng biết bao nhiêu là đủ cho một đời người. Cả một đời lao tâm khổ tứ, vất vả ngược xuôi, đến khi về già, đã bao giờ bạn tự hỏi mình được gì hay chưa? Nhìn lại cả cuộc đời bạn đang bằng lòng hay là tiếc nuối, giá như thời gian quay trở lại, mình sẽ nghĩ khác và sống khác. Hãy cùng Ngẫm Chuyện Đời đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. 1. Cuối đời ta được một khoản tiền tiết kiệm. Tiền cần thiết cho cuộc đời này, sống mà không có tiền thì thật sự khổ sở biết bao. Đó cũng là lý do khiến những năm tháng tuổi trẻ chúng ta luôn cố gắng phấn đấu hết mình cho công việc, trong sự nghiệp để đổi lấy cuộc sống tự do, an nhàn khi về già. Để có một khoản tiền tiết kiệm phòng thân lúc chẳng may trái gió trở trời. Tiền bạc chính là sức mạnh của tuổi già. Có tiền, bạn hoàn toàn có thể ăn món gì mình thích, đi du lịch đến nơi mình muốn. Chẳng phải nhìn ngó thái độ của con cái mà sống. Nếu muốn tận hưởng tuổi già tự do, không phải chăm cháu hay là vun vén cửa nhà cho con cái, bạn hoàn toàn có thể bỏ tiền hỗ trợ các con trong những việc này. Có tiền, nếu già cả không thể tự phục vụ, thì bạn hoàn toàn có thể thuê người chăm sóc hay lựa chọn những dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Không sai khi nói rằng tuổi già của bạn sẽ tự do sung sướng hơn rất nhiều nếu có tiền. Tuy nhiên, đồng tiền nào cũng có hai mặt về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đừng quên điều này, để rồi mê muội chạy đi chạy mãi trong công cuộc kiếm tiền, đến cuối đời chỉ nhận về đau thương và cả tai ương nữa. Có một câu chuyện rất hay kể về sự mê muội của con người trước thế lực của đồng tiền. Xin kể cho các bạn nghe như sau. Có một chàng trai xuất thân nghèo khó nên lúc nào cũng mơ ước kiếm được thật là nhiều tiền. Một hôm trên đường đi học về, anh ta ngang qua một con sông đang bắt đầu đóng băng vào mùa đông. Bỗng dưng anh thấy một vị thương nhân đánh rơi một đồng tiền xu xuống dòng nước. Chàng trai liền hào hứng tiến đến để nhặt cho bằng được. Đáng tiếc thay, lớp băng mới phủ lên dòng sông chưa đủ chắc chắn để chịu nổi sức nặng của anh. Cứ thế anh chưa kịp nhặt được đồng xu đã phải rơi tõm xuống dòng nước lạnh. Câu chuyện ngắn nhưng cho chúng ta một bài học đáng quý là tiền tài có sức mê hoặc rất lớn. Đứng trước ánh hào quang của nó, ai không đủ kiên định thì sẽ bất chấp hiểm nguy của bản thân để bắt lấy cho bằng được. Cuối cùng thì sao? Người nôn nóng không bình tĩnh và cả không chân chính trong việc kiếm tiền sẽ nhận về cái kết đau thương. Có lẽ xung quanh chúng ta còn có rất nhiều câu chuyện thực tế cho thấy hệ quả của việc bị tiền tài làm cho mê muội. Có người dành cả tuổi trẻ, thời gian và sức khỏe bán mạng để lao động kiếm tiền, đến khi đổ bệnh mới hối hận cho rằng mình tệ bạc với sức khỏe của bản thân. Hay có người vì cái lợi trước mắt dụ dỗ mà tìm mọi cách để có cho bằng được những đồng tiền phi pháp, cuối cùng lại rơi vào cảnh tù tội, buồn thương vô cùng tận. Đó là chưa kể đôi khi những tài sản dưỡng già, khoản tiền tiết kiệm phòng thân của bạn lại vô tình trở thành nguồn cơn cho những mâu thuẫn trong gia đình, như anh em trong nhà vì tranh giành gia sản của bố mẹ để lại đã lâm vào cảnh từ mặt nhau. Thậm chí có người còn đâm chém người thân ruột thịt của mình chỉ vì tranh chấp vài mét vuông đất. Cho nên chúng ta làm việc quần quật để cuối đời dành lại chút tiền phòng thân, chứ đừng có bao nhiêu của cải tài sản đem phân phát hết cho con cái để rồi lâm cảnh trắng tay, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào con khi về già. Lúc còn trẻ, đừng để sự ham muốn tiền tài dẫn lối để rồi đánh mất chính mình. Kiếm tiền trong khả năng của mình nhưng không vì tiền mà bất chấp đánh đổi những giá trị lớn lao hơn trong cuộc sống, như là sức khỏe, tình thân, hạnh phúc, quý vị nhé. 2. Cuối đời ta được những đứa con. Thử hỏi khi về già, điều gì khiến bạn tự hào nhất, là nhà cao cửa rộng, đồ hiệu xe sang hay là những đứa con trưởng thành có cuộc sống hạnh phúc? Tôi tin rằng
đi hết một đời người, dành cả tuổi trẻ để phấn đấu, không phải để nhà lầu xe hơi, để tiền chất đầy trong két sắt, mà cố gắng là để có thành quả truyền cho đời sau. Lúc này, điều mong mỏi lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ khi về già chỉ là nhìn thấy con cái khôn lớn trưởng thành, có cuộc sống gia đình yên ấm. Nhiều người còn khi trưởng thành thì bắt đầu bay đi, cố neo đậu ở những chân trời mới để mong kiếm thật nhiều tiền. Nhưng họ quên mất rằng cha mẹ họ cũng đã từng lao lực như thế, chỉ mong đổi lấy chút gia tài cho con cái sau này, rồi về sau khi già đi, họ cũng như cha mẹ bây giờ, chôn chân ở một căn nhà bình dị, ngày ngày ra cửa ngóng con về. Nhưng một sai lầm khiến nhiều người mắc phải khi còn trẻ là ra sức kiếm tiền vì tương lai của con cái nhưng lại chẳng có thời gian dành cho con. Cho nên mới có chuyện một số gia đình, dù giàu có nhưng con cái chưa chắc đã ngoan ngoãn, thậm chí là chúng còn ngỗ nghịch khiến cho cha mẹ phiền lòng. Việc kiếm tiền rất quan trọng đối với người lớn, nhưng đó không phải là thứ con cái cần nhất. Điều con cái cần nhất chính là sự quan tâm của cha mẹ và sự giáo dục đúng đắn. Đừng chỉ quần quật kiếm tiền mà quên đi việc giáo dục con cái. Bởi nếu không, về già bạn sẽ phải hối tiếc vì điều đó, nhưng cũng đã quá muộn rồi. 3. Cuối đời, ta có một người bạn luôn đồng hành. Sau những năm tháng tuổi trẻ vất vả ngược xuôi, nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi, ai sẽ là người bên cạnh bạn đến lúc cuối đời? Người luôn trân trọng, thấu hiểu, tin tưởng, bao dung và là người đi cùng bạn trên mọi chặng đường, cùng đối mặt với mưa gió một đời, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Đó chính là người bạn đời của bạn đấy. Người xưa vẫn nói, đàn ông không có vợ không tính là giàu có, phụ nữ không có chồng không có nơi nương tựa. Cho nên, đến cuối đời, nếu vợ chồng vẫn còn được sống bên nhau, không bị cái chết chia lìa, thì hãy luôn biết trân trọng mối nhân duyên vợ chồng. Bởi tu trăm năm mới đi chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Tình yêu tuổi già không có ngọt ngào như thuở ban đầu, những đắng cay hạnh phúc của đời người tất cả đều có trong cơm áo gạo tiền chai dầu lọ nước mắm, nhưng nỗi nhọc nhằn khi nuôi con cái khôn lớn. Nhưng tất cả những điều đó qua thời gian rồi cũng sẽ qua đi, vợ chồng còn được bên nhau, nương tựa vào nhau khi về già, ấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Chồng là bờ vai vững chãi của vợ, vợ sẽ trở thành chiếc gậy để chồng vịn vào cùng nhau đi hết những ngày tháng còn lại. Bởi vậy, đến cuối đời, muốn có được niềm hạnh phúc và chỗ dựa tuổi già như thế, ngay từ tuổi trẻ, hãy thật trân trọng người bạn đời của bạn. Khi còn trẻ, vì bạn đối xử tốt với cô ấy, nên cô ấy mới ở bên bạn không rời. Khi còn trẻ, bạn đối xử chân thành với anh ấy, nên anh ấy mới hết lòng yêu thương bạn. Đừng đánh mất người vợ, người vẫn luôn yêu thương bạn nhất, cũng đừng để mất đi người đàn ông yêu thương bạn nhất, vì suy cho cùng, họ chính là người sẽ ở bên bạn lâu nhất trong cuộc đời này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.